Trời con cá nó bự, có chân sảy luôn. Hai con. Mấy con nặng vậy? Hai con. Hai con. Vô vô. Lấy. Ê, từ từ. Đó, bỏ vô. Ê, hai con nha anh em. Ủa, con này ba lạng hả? Ba lạng mấy? Con của em mà. Bự hơn. Con của càng xem. Chắc kỹ lắm nè. Quá đã. Con này ba lạng mấy cái nhà? Rồi cả nhà ơi, Đạt thân ái chào cả nhà nha. Thì luôn luôn mạnh khỏe và xem video của Đạt vui vẻ nha. Cảm ơn quý bà cô bác đằng xa luôn luôn ủng hộ Đạt trong thời gian qua. Nay Đạt với anh Nghĩa hai anh em phối hợp với nhau đi đặt bún chấm cá thò lòi. Đặt bún chấm cá thò lòi với lại đem theo càng móc là có cua bắt luôn. Này hai trong một luôn á. Gặp gì quốc cái đó. Bây giờ nước ương, mùa nước ương nha. Đây là Lê Nghĩa Cần Giờ. Cả nhà ơi, có anh Nghĩa cũng có làm kênh, cả nhà xem qua ủng hộ anh nha. Bật cái đăng ký để ủng hộ cho anh có động lực làm video cho cả nhà xem. Ông sống đây nhỏ lớn giờ luôn á. Bây giờ nước nó còn lớn nha, lội vút lút trong kia kìa. Rồi, bây giờ Đạt sẽ đi thôi. Anh Nghĩa đi đặt cá đằng kia. Mà Đạt đi đường này bắt cua. Như sâu trong rừng nè, nói chung rừng đây là thiên nhiên ban tặng những gì mà con người có thể săn bắt được. Đó, lại đi kiếm cua quay cho nhà xem nhé. Tới đây là phát hiện một hang cua nè. Con cua này nếu mà bắt được thì tầm khoảng là nửa ký đổ xuống nè, 3-4 lạng nha. Đó, cua nó bói nó ăn nè. Đây là kiếm vòng vòng thôi nha, không biết nó nằm đâu nha. Cua rừng này khó lắm, cố gắng có đi là có cua. Dưới đây là gặp được một cái hang nhưng mà không biết có cua hay không nha cả nhà. Quá trời mệt. Bây giờ là sẽ cắm máy quay ở ngoài cắt đứt không à, không cho máy quay vô được nha, thông cảm nha. Ôi da. Đúng rồi, đúng rồi. Đụng đường cua mừng quá. Mà biết bự nhỏ nha. Đó, hang nằm trong đó. Đó, nó cắn móc rồi nè. Đúng rồi nha. Bây giờ là móc cua này ra cho nhà xem. Đây là bắt ra nha. Chứ cua này bắt là phải nửa tiếng hộ.
Đây cả nhà, cua đầu tiên. Móc từ nãy giờ nó dụng hai cái ngoe nha. Đó. Nằm trong á, quá trời cả cứng ngắc trong á. Cây không bắt không được. Đừng con nha. Dạ nó chói. Ấy da. Cua đã đợi. Nhà giúp móc cũng lên luôn. Quá trời cua. Mạt trâu. Con này cua rừng. Cua rừng này có bỏ khó bắt này. Đây kiếm cái hang thò lội nè cho nó thở. Không có hang thò lội nào hết cả nhà. Dạ, chói cua này tiếp. Nó thở sâu cho thở cho. Chọc ra nước luôn rồi. Chọc ghê gớm quá. Sau một thời gian nó nghỉ mệt nó đã tỉnh rồi nha. Đó, hai càng nó có thể cắn được đó. Quân càng da đó cả nhà. Im chưa? Con cua đầu tiên nha, trong rừng. Cua này rất là chắc. Dạ nhẹ cho. Cho cua bến lại. Nè. Chắc khừ luôn. Đâu? Đâu cua đâu? Wow. Cái này bự. Giờ ơi cua này có ở rồi. Không lẽ không có. Quá im vậy ta. Đã rồi không? Thôi. Cua này nửa ký. Hơi lận lận qua đây nè. Đúng rồi đúng rồi. Cái máy quay cái. Chưa chưa chưa. Con này đâu có chắc chưa ấy. Nhiễu. Không bao vô. À, lấy cái bao không chịu lấy. Chà. Hàng đỡ ghê không? Hàng quá đã. Dây mà đi ngang không thấy. Đúng rồi nè. À, đúng thế luôn. Con nước vô có, con nước vô có. Quay, hàng quay. Không dám đụng nữa luôn. Con này chắc nửa ký đó. Nó quá bự mà. Chắc cứng không? Hay nó ăn công vậy nè. Ừ nó lặn qua đó một tí. Cái móc thấy ghét cái móc. Móc độ ta đó. Móc tiền tỷ á. Tỷ. Cua nằm trong lạch ở đâu ạ? À? Cua nằm trong gốc ấy. Dạ hả? Gốc đước. Ở bác không chết luôn. Ấy. Ở nó thòn cái ông chứ. Không? Chân mặt à? Trời ơi, hàng ngon quá anh ơi. Cái hàng ngon chứ con cua không ngon. Hàng ngon à? Tại vì mỗi lần qua đây là ghé là lụm con cua là... Hàng ngon à? Hàng ngon. Kỳ đây dân chuyên nghiệp mà bắt vậy chứ. Lâu quá. Đó, đúc cái nó lên. Đẹp hả? Móc ở dưới móc lên. Lên chưa? Chưa. Quá trận cua. Cái hàng đã ghê hợn nha. Ngay cái đồng khư le, ngay cái khen này lên ngay luôn. Ăn này vậy mà không ăn kia anh đi. Đi hồi đó không ai chả nói cái ăn dần đâu mà không ai thấy.
hả? Lên lên lên. Lên cả nhà. Kẹt cái móc á. Từ 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 từ. Cua gần đó vậy? Cua gần đó. Cái này chắc dữ lắm á. Nó nhả em sửa mất ngay là cái gì nó. Đúng rồi. Giờ nó chưa nhả này mới đau nè. Nhả đi. Lấy cái tay kia thọt cái được không? Cái càng kia nó. Lấy cái tay á. Hàng bến mà thọt tay vậy anh? Sửa cái móc lại. Được rồi, được rồi. Lên cả nhà. Dựng xuống á. Chào xuống nữa rồi. Rồi, cái sữa thì mất ngay lại là ngon rồi. À nó còn. Còn. Ủa, con này ba lạng hả? Ba lạng mà lần mấy? Cỡ của em mà. Bự hơn. Trời ơi, con càng xem. Con này chắc kìa lắm nè. Quá đã. Con này ba lạng mấy cả nhà? Nhìn nó ngửa ký một trực lớn. Hết thuốc rồi. Rồi, có con một hả nha. Nè, cầm móc đi. Em xuống giữa. Hay nào đó, cầm móc không? Em xuống giữa con cái. Sình không? Cho thở xong rồi, chối xong rồi đi tiếp đó nha. Ừ. Thở nước đi ghê. Ê cho con cua nó thở anh. Cua nãy chưa thở á. Em biết cái bến anh này nghe. Từ trên lộn là em xuống bắt được luôn á. Nghe. Nghe ơi. Từ trên lộn là em xuống bắt được luôn á. Bến đó là phải được 10 cái hang vậy là 10 cái hang vậy là đi thăm là cái con nước này thăm lụm thương này thăm lụm mới nước rồi mới nước do nước rồi nước kéo này nó nước đông mấy bữa nhiều không con nó thở chưa quay lại kiếm con đó nó bò không cần con này chặt con này chứ đâu bò sao vậy. Ừ, con này chắc chắc mà chắc đen chắc đỏ luôn à. Nó nhạo lại gì? Đánh lót đẩy lại á. Nó dở thôi coi. Dần. Tù gan đúng gì? Tù gan kìa. Không có dấu. Không. Rồi thua luôn rồi. Dấu đây rồi. Thử thử móc coi. Tay luôn. Lắm. Chết luôn. Rồi không có. Không có. Không có nhảy. Cô bến này im quá chị im. Lắp lại đi anh. Em lắp kính kính á, đừng cho xì nước vô. Cho nó xì cho miệng hang thôi. Nước sao thăm lại cái có. Làm gì dục đó anh chị. Anh nói em con này hả? Cái kia kìa. Cái kia đang bớt người ta. Cái này chứ còn chuyện có chuyện lặng dụng cái gì. Cái gì dữ vậy? Cũng không vậy. Dạ, gì vậy? Nó mỏi gì mà. Thôi vậy, không có vậy. Tắm không? Hả? Tắm không? Tắm. Tắm đi. Ừ. Rửa mình cái đây. Hay là không có. Hay này hăng mỏi. Nó có quẹo thiệt nhưng mà. Hăng mỏi đây. Hăng cua này có là xiên rồi. Nhưng mà. Sao anh? Sao anh thì thọt ta bắt luôn cái này.
Con này bự đúng không? Ăn qua kia gà nó nhậu bánh kìa. Con này bự luôn cái nhà. Đó, cầm không? Thôi thử đi. Đây. Anh mắc đi. Cầm đây. Mệt quá. Nhà nó đâu? Ừ. Ui có dấu bò từ lưa nè mà. Cái bấm tăng loạn mà. Kì vậy? Cái má nghĩa sao lưu canh lên nghe. Cái này nó mờ cơ. Hả? Nó bị lem hay vậy. Để em. Em cắm máy em. Bấm cái máy lại đây. Đúng rồi. Rồi bắt đi. Ôi cua được bá luôn. Sâu dữ trời. Mua sâu á. Đóng đất trong lạnh luôn. Sâu được. Đóng đất được bá lửa luôn rồi. Ở nó ăn. Nó ăn cái đậu chuột luôn kìa. Vậy đó. Xương. Xương đó đó. Nó là đó đó. Thôi trông lại nè. Chà hơi căng này nha. Hơi căng á. Giò bắt nó luôn chứ. Bắt giò luôn hả? Đạp nó xuống cái bắt luôn à. Nhưng mà hư hay không? Còn khúc ở đây nè. Để anh Nghĩa bắt con cua lên đây, cho cả nhà xem à. Cua này nửa ký hay là hay là ba lạng giống nãy nha. Con này chắc nữa. Sao rồi? Cứ ngắt hay bắt luôn hả? Tắt hả? Sao rồi? Ủa sao kì vậy? Tắt rồi. Tắt rồi mà, để cua lên nó quay. Nhưng mà cây móc nằm dưới rồi, cua kẹp móc nằm dưới rồi hả? Ừ. Cái gì à, lên là lên bên đó đó. Sao mà lên bên đó? Cứ cái hàng nó đi qua đó mà. À biết rồi, biết rồi. Vậy cứ ngắt cây móc rồi sao lấy lên? Héo nhả luôn. Đòi nón lên nội ơi. Mát. Cái gì? Sao? Đói không thấy không? Cái đó nó xúc cái đá. Nói chung là cua ở rừng này nó ở kẹt nước á, khó bắt lắm. Chứ không phải như cua ở khu vực đã ở là đất nhão, dễ đào, dễ thọt. Còn này gốc nước không à. Mà đi thường thường là có một cái đầu đào. Đào cho nó rộng ra cái mình bắt. Rồi mình làm bến lại. Còn này đi không có đầu đào. Cho nên nó cực khổ hơn chút xíu. Nhưng mà cũng gặp được con hang cua cũng quá mừng. Cũng sẽ dán bắt được con cua. Rồi xúc rồi. Xúc hả? Xúc rồi xúc cái càng. Rồi. Hả? Xúc ra ngã ra. Đừng xúc cái càng chứ. Không nãy à. Đây nè. Rồi. Hết con cua rồi. Xuống lại gì rồi. Đó. Ôi có đồ cua su nữa. Càng đỏ. Đá rồi luôn. Còn nửa ký. Ừ cua chắc khờ cua luôn. Làm cho kẹt đứa khó mắc quá. Coi nửa ký hơn luôn á. Anh 5.5 á. Ôi cua cả nhà, cua càng đỏ nữa. Rồi kiếm cái cây á. Kiếm cây nào để ngang ngang ngang. Đây nè. Nghe móc tiền nãy giờ khờ luôn, nghe móc xong tới đạp móc. Thôi anh lắp đi được rồi. Anh đi ra đi. Lắp nuôi này cả nhà. Cái nước cao là thăm có cua nó vô nữa. Nè cháu thì tiếp. Đó, lắp nhiều kia không? Trời ơi. Quá đỉnh quá đỉnh. Rồi đi ra cho rửa nó. Rửa cho nó thở cái đi. Kìa, nhắm kìa. Con này nửa kilo. Móc dướng cặt bằng cặt bọng lum la vậy mà không gãy ngoe hay vậy á. Cái này càng cứng lắm. Ồ con sen. Tiếp tục cái nhà. Đó. Kiếm hàng. Chết tôi rồi. Cùng hả? Đó. Chưa. Nhìn cái bẹo ở đây nè. Em thọc ở đây nè, em thọc cái lỗ trống này nè. Đang thọc. Ở đây, nó móc đây luôn. Rồi, từ từ.
nhưng mà nó vô được. Đúng rồi, đúng rồi, đúng. Gì đúng. Cỏm đó. Đúng, đúng, đúng. Rồi, đúng cả nhà. Cua này có 100 rồi còn nữa nè. Đúng rồi, không có. Chắc. Lấy con này con bò... nha. Bò ra luôn nè. Cua đá thôi. Dày đây mà em đi kiếm gì đâu không mà. Đứt quá trời cái tàn nước rồi cả nhà. Nó nằm ở trong ở dưới gốc nước này. Lạc hang nó ở dưới gốc. Cái trang nước ở dưới. Cái này chỉ thọt vô đụng thôi, không có đào được cái gì hết trơn. Đào gì đào, nhắc đào. Nó còn lấy cưa cưa. Con này chắc không bự. Gì vậy? Mất tiêu rồi. Xong anh nghe. Ừ. Đây em đưa móng này. Nằm đây, đây dễ móng không nè. Mò đâu rồi? Nằm đó, ngồi không. Giống cua này nhỏ ha. Ủa, đây rồi. Mất tiêu rồi. Đụng nó lên đâu rồi, trốn rồi. Quên kia nghe. Trốn đâu cái nhà nó lên rồi, nó bỏ đâu rồi. Quên kia. Mình nghĩ thì vòng không có bỏ. Cua nãy không có giờ. Nãy giờ được bỏ. Nhờ chui vô cốc nước trời ơi. Đâu? Ây da. Sao rồi? Cùng rồi. Cùng luôn hả? Cùng rồi. Trời ơi. Cua nãy không có giờ cua này không có nữa. Cùng ha anh. Cua nó che vô cốc nước dày này nè. Sao mà không ghê chứ. Cốc nước bự như vậy nè. Hồi nãy bắt được mấy con cua đó cả nhà. Trời ơi. Anh em đi dỡ cá thôi rồi. Ây da. Nghĩa quay con. Có không anh? Có không? Có luôn. Rồi chết quá. Con này nhỏ xíu mà. Dở dở nghe. Không có luôn à. Gì vậy? Chưa lên. Hết em rồi. Chóng quá. Ui bự rồi. Thấy nó thở rồi. Thấy nó thở rồi đó. Dấu cò đi quá trời luôn. Trời con cá nó bự. Tôi chừng chảy luôn. Hai con. Mấy con nặng như vậy. Hai con. Vô. Lý. Ê, từ. Đó, bỏ vô. Ê, hai con nha anh em. Ok, rồi, okay. Nhảy đi cái đâu à. Ơ, cái này có. Cái này bự. Đâu? Chị tưởng đâu cũng được rồi, không bự. Được hai con nữa không? Hai con nó còn báo nữa. Rồi, đi lên em. 220kg anh em ơi, đừng cho mắt anh em ơi. Lội cực khổ lắm anh em. 220.000 đó, thấy chưa? 221kg anh em liên hệ với Đặng Nguyễn Cần Giờ nha. 0569 588 299. Kết bạn Zalo, địa chỉ và số điện thoại. Thằng Ráp gửi. 220 là không bao ship nha anh em. 220 là không bao ship cả nhà ơi. Ship thì Ráp gửi như cả nhà nhận. Cá này cá thiên nhiên tươi rối, không có nuôi, chỉ có mẹ thiên nhiên nuôi thôi. Đâu rồi? Có luôn hả? Lỡ quay luôn rồi. Hốt luôn đi anh. Kìa đậu nổi kìa. Trời cá bự. Lú cái đầu cả nhà ơi. Lú cái đầu kìa. Lú cái đầu thở luôn. Nó còn cặp nó được báo nữa. Cặp ngon chứ gì. Ừ. Rồi tiếp tục anh em. Vô. Đúng không? Đúng rồi đó. Ê có. Hả? Ờ không có luôn. Chào đi chuyên nghiệp mà. Vụ em nữa rồi. Ê kêu bóp qua kìa nhỉ. Điện thoại. Đó.
Rồi du luôn. Thôi con nhất đây. To. To. Rồi lấm lấm cái này lấm mày. To. Hai. Được không? Nhỏ. Được. 10 con ký. Đây cái nhà. Vô. Vô đem chai. Đó, vô lên vậy mới được có nó đúng không? Bự bự. Còn cá bự. Cá này bự nè. Thấy cái chai bự. Con này nãy giờ hầu cái bự nhất á. Bứt cái chai luôn rồi. Anh à, từ chim ngưỡng chim ngưỡng. Con này 2 lạng đó nha. Con này 2 lạng nha, 6 con ký. Ê ê ê, anh nghe. Cái đầu này. Không, anh có thông minh á, anh nãy hàng là anh thông minh đi. Rồi. Trời ơi. Sẽ con cá này tới một chuyện. Lâu vậy mà anh thọt vô. Ê. Ông anh. Sợ không sợ quất cái mỏ em như cái mỏ quặng. Nó sợ cho đi, kết thúc luôn. Ngồi trong đây nè. Không phải chị dẫn ăn đâu cả nhà. Xé cái thùng nặng rồi. Mà đi đất lún nữa. Rất là mệt nha. Anh em mua cá thì ủng hộ thì cảm ơn. 20-30 ngàn tới đâu mình góp gió thành bão cho em Út rồi đi có động lực rồi săn cộ rồi nuôi vợ con rồi hắn học rồi cái nhà đừng có mà chơi mắt chơi vẽ gì cá này cá thiên nhiên hoàn toàn 100% vô nhà hàng ăn thử đi mắc tiền lắm này là bán trực tiếp cho người ăn luôn á chứ không có qua mối gì cả nhà qua mối nó bán nhiều dữ hơn nữa. Đợi em với anh ơi. Nãy anh chưa quay mà. Rồi giờ anh em về luôn cả nhà. Đi lúc 8 giờ sáng tới giờ nha. Về quay thành quả coi. Hạ cua với lại cá cho cả nhà xem. Nè cả thùng cá lên. Ok ok, phụ anh chứ. Quá mệt. Bây giờ cá trước hay là cua trước? Cho nó ra nè. Ok, nếu chết. Rồi lấy cái thùng bỏ vô. Không có đem đồ định đây nha. Hả? Hả? Quá vậy? Con nó cá thật lội già cái. Con già không bể cái vỏ. Ờ như đây không 3 ký cá. Đúng không anh? 3 ký. Ừ. Rồi cả nhà ơi, một lần nữa. Cá này là đặt lấy về bán nha, 220 kg cả nhà ơi, đừng có mà chi mắc cả nhà ơi, trời ơi cực khổ lắm. Đó nè cả nhà xem nè, con cá ôi bộ nó cắn cắn cái gì vậy nè, thấy chưa, toàn hàng khủng không, cua cua nè anh, cua 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 ngoài thôi đó, cua phải giữa bóc đen hết á. Cua gãy càng, gãy càng thì súp bò xôi nữa. Hồi nãy đặt đi, đã đặt đi riêng được con rồi cả nhà. Anh Nghĩa lại thăm mấy bến của anh Nghĩa được thêm 2 con, 3 con nữa. Đây 3 con cả nhà. Cua càng đỏ. Ồ, con cua nó bự. Thôi, thôi, thôi. Cua này nửa kilo, cua này chắc lắm, nhìn màu nó biết chắc rồi. Ừ, chắc, chắc như đá. Con này lát luộc quất. Anh em đi được. Rồi cả nhà ơi, nãy giờ gần 3 giờ chiều rồi. Lúc đi hồi lúc 8 giờ sáng mà giờ gần 3 giờ chiều rồi. Rồi bây giờ đặt cái Nghĩa với lại thằng Bin ăn cơm. Ăn cơm xong rồi cả nhà biết làm gì không? Đi câu cá nâu. Thì cả nhà đón theo xem clip cá nâu tiếp theo của Đạt nha. Bây giờ Đạt cảm ơn cả nhà đã xem clip. Chúc tất cả quý bà con bác sao luôn luôn mạnh khỏe và xem video vui vẻ nha. Rồi Nghĩa ơi. Cảm ơn Nghĩa nha. Cảm ơn nhà luôn. Cơm ở nhà nó bụng dữ rồi. Sáng giờ. Cơm nó bụng quá. Trời ơi. Mấy cái kia là không ăn được để anh bán. Không ăn mấy này. Đổi.